cái thời gian mà chúng mất răng ấy nó cũng lâu rồi, kiểu nhai nó không có răng ấy, nó trèo trạo. Ăn cái gì nó cũng phải mềm, cái gì đó mình ăn bây giờ nó lúc mình bảo là nó không thích thì mình cũng vẫn phải ăn. Phải tự chấp nhận khi mà cái răng mà chú gài vào ấy, thật ra mà nói thì nó cũng lung lay nhưng mà nó còn rẻ và tạm bợ. Cái đâm ra thực tế ra mà nói là mình đánh răng thì cháu biết đấy, có những lúc mà nó chỉ cái răng bình thường ấy, thì nó không sao, nhưng mà mình đã được gọi là cái răng cổ mình thì không ra gì rồi. Đâm ra có những cái lúc mà nó gây ách tắc đủ là cái thứ. Đầu tiên mình phải đẩy, phải dùng lưỡi đẩy vào đúng cái hàm, đúng cái vị trí của nó thì mới thì mình mới nhai.